Thưa quý vị, các bác sĩ cho biết đối với những trẻ nhẹ cân từ 1kg cho đến 1,5kg, tỷ lệ nuôi sống thành công là gần 90%, còn dưới 1kg thì tỷ lệ này chỉ còn gần 30%. Vậy mà mới đây, kỳ tích lại xuất hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Lần đầu tiên các bác sĩ nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng nửa ký, chào đời ở tuần thai thứ 25 từ cơ thể người mẹ mắc Covid-19. Gần 5 tháng sau khi chào đời, hai bé Nguyễn A, Nguyễn B trải qua nhiều hành trình cam go tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến ngày 3 tháng 10 vừa qua, cả hai bé phát triển ngoạn mục, bé gái nặng 3,1 kg, bé trai nặng 3,6 kg. Thời điểm này cũng tương đương với tuần thai thứ 41 của hai trẻ. Trước đó, ngày 16 tháng 5, sản phụ LTV, 26 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội, đang theo dõi COVID-19 mang thai ở tuần thứ 25 trở dạ. Hai bé song sinh, một trai một gái chào đời với cân nặng 500 gram. Thời điểm đó, gia đình không hy vọng nhiều vào sự sống của các con. Tuy nhiên, các bác sĩ Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nỗ lực tìm sự sống cho hai bé. Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh cho biết, trong sản khoa, những trường hợp trẻ cực kỳ non tháng là trẻ có cân nặng dưới 1kg và chào đời ở tuần thai dưới 28 tuần. Trong quá trình nuôi dưỡng chăm sóc, hai bé sơ sinh được hỗ trợ hô hấp bơm sulfactan, thở máy 43 ngày, thở oxy 30 ngày, nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp tiêu hóa phòng viêm ruột hoại tử. Hiện bé biết mỉm cười tự phát, massage thể hiện sự dễ chịu. Kỳ tích được viết lên, nhưng lần này không phải do trời mà nhờ nỗ lực của con người. Chúc mừng gia đình và xin cảm ơn các bác sĩ vì tất cả.